Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Ô nhục thay vì chiến thắng, chiến áo khoác trị giá 1,4 triệu rúp không cứu được Putin khỏi thất bại. Lẽ ra phải là một màn trình diễn đáng mừng, nhưng khi Vladimir Putin đang phát biểu trước công chúng vào hôm thứ Sáu, bài phát biểu của ông kết thúc trong sự thất vọng tuyệt đối. Thay vì bệnh hoạn, sự kiện chỉ khơi dậy sự xấu hổ của người dân đối với Putin. Đây là hình ảnh Putin xuất hiện tại sân vận động Luzhniki ở Moscow để kỷ niệm 8 năm ngày chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine. Đã lâu rồi, ông Vladimir Putin mới xuất hiện trực tiếp ngoài trời trước công chúng. Ông chủ điện Kremlin đã sống cô lập suốt 2 năm và chỉ xuất hiện trước công chúng vào một số dịp nhất định. Nhưng vào thứ Sáu, chật cứng người trong sân vận động Luzhniki ở Moscow, Putin đã bước lên sân khấu và trình bày những gì ông tưởng tượng sẽ là một bài phát biểu chiến thắng. Mặc dù hiện nay thông tin từ chiến trường tại Ukraine ngày một xấu với sự chết chóc của hàng chục nghìn lính Nga và các tướng tử nạn, nhưng sự kiện được cho là kỷ niệm ngày sát nhập Crimea nhanh chóng đã biến thành một sự xấu hổ khi ông Putin đang nói dở câu thì buổi phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước của Nga bất ngờ bị ngắt quãng mà không nêu lý do. Thay vào đó là những hình ảnh ghi lại tại buổi biểu tình hòa nhạc đang trình diễn vì toàn bộ sự việc đã được thu từ trước. Cuối cùng không có bất kỳ bình luận nào, phòng thu truyền hình chuyển sang một chương trình trò chuyện chính trị tuyên truyền và thay cho Putin phát biểu, trình chiếu các tên lửa được bắn ở Ukraine, nói là để bảo vệ người dân thường. Đó là cách nếu người ta theo dõi tường thuật tại Điện Kremlin thấy rất rõ. Đây là hình ảnh Putin cho điều lực lượng khổng lồ gần 200.000 quân lính Nga tràn sang xâm lược Ukraine, bắn giết dân lành và tàn phá các thành phố ở đây. Đột nhiên Vladimir Putin đã ra đi. Trong một giờ tiếp theo, những nhân viên của đài truyền hình số 1, đài truyền hình nhà nước lớn nhất của Nga đã cố gắng thể hiện để đưa màn hình trình diễn của vị tổng thống anh hùng của họ lên sóng, nhưng không thành công. Trong khi đó, đám đông đổ xô ra khỏi sân vận động, không thấy bóng dáng của Putin đâu nữa. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov viện dẫn các vấn đề về kỹ thuật là lý do khiến buổi truyền hình trực tiếp bị gián đoạn. Và đã xảy ra trục trặc trên máy chủ, đấy là câu hỏi được đặt ra. Những suy đoán về khả năng phá hoại nhanh chóng trở nên rầm rộ. Nhưng bất kể có sự cố hay do phá hoại, thì sự kiện này đã biến thành một thất bại của tuyên truyền tại Điện Kremlin đối với nhà độc tài Putin, người đã đem đến cái chết của hàng ngàn người dân Ukraine trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, v.v. đã bị Putin cho chặn lại vì sợ người dân Nga biết được thông tin sự thật về cuộc chiến xâm lược của Nga đang diễn ra tại Ukraine. Không phải ngẫu nhiên mà những người tổ chức sự kiện gọi những buổi như thế này là Putin. Từ này là sự kết hợp giữa Putin và meeting mà từ lâu đã trở thành một thuật ngữ được thiết lập chỉ để các cuộc meeting được kêu gọi theo yêu cầu của ông Putin mà thôi. Có thể thấy rằng 200.000 khán giả được lùa đến sân vận động cả ở bên trong và bên ngoài theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ lực lượng lao động của các nhà máy, công chức, sinh viên từ các trường học ở Moscow, tất cả đều có mặt tại Luzhniki và đã được hướng dẫn như nhiều video và lời kể cho thấy như vậy. Đây là cách mà các nhà độc tài ở các nước vẫn thường sử dụng để tự tuyên truyền và khoe mẽ cho mình. Khối lượng lớn khán giả trong sân vận động ở Luzhniki của Moscow đã được tổ chức cẩn thận và chúng tôi được đưa lên xe bus và được đưa đến đây, một phụ nữ nói ngắn gọn khi nhóm của cô để hỏi tại sao cô lại tham gia chương trình tuyên truyền này. Và 500 rúp cùng với xúc xích cùng cháo. Đây là hình ảnh các phóng viên của Nga trưng biểu ngữ trên đài truyền hình nhà nước số 1 của Nga phản đối cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine. Điều này đã gây bất ngờ cho nước Nga và toàn thế giới. Thực đơn này đã được biết đến trong nhiều năm, sinh viên bị đe dọa hủy thi, công chức và người lao động bị đe dọa sa thải để thuyết phục họ phải tham gia vào các chương trình Putin. Tuy nhiên, những người khác thì được trả tiền. Và thứ Sáu,
các lời nhắn nhở đã nhanh chóng xuất hiện trên trang Internet. Những người tham gia buổi Putin này được hứa rằng sẽ thưởng 500 rúp, ăn 2 xúc xích và một bát cháo miễn phí. Một số nhanh chóng thất vọng với phần thưởng của họ. Hóa ra là phân phối cháo lúa mạch, một trong những loại cháo rẻ nhất hiện nay ở Nga. Ví dụ trong đoạn ghi âm này, người ta có thể nghe thấy một người phụ nữ phản ứng đến mức không thể tin với cháo lúa mạch đem ra làm phần thưởng như thế được. Và dư luận cho thấy rằng ông Vladimir Putin cùng với chiếc áo khoác đặc biệt của mình như thế nào. Đây là hình ảnh ông Putin đả kích các nước dân chủ và tự do nhưng vẫn thích mặc những chiếc áo khoác của các nước tư bản này sản xuất với giá lên tới 12.000 euro cho một chiếc áo khoác đó. Vì vậy, người dân đang được ăn cháo lúa mạch. Putin đã mặc một chiếc áo khoác từ nhãn hiệu hàng xa xỉ của Ý là L'Oréal với giá tới 1,4 triệu rúp. Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, nó tương đương với khoảng 12.150 euro một chiếc áo khoác. Trang phục này không thực sự phù hợp với tư tưởng yêu nước giả tạo mà Điện Kremlin đang giao giảng cho các thần dân của mình. Nhiều người Nga bị sốc trước những hình ảnh từ sân vận động. Một người dùng viết trên trang tweet rằng, tôi không muốn sống ở đất nước này, nó thật tệ, không có gì vô đạo đức hơn hàng chục nghìn người ở Nuskini này. Anh ta không muốn hiểu và nhìn thấy những người này bán lương tâm của họ để lấy một cái chăn miễn phí và một chiếc xúc xích. Và những người khác buộc phải so sánh Đức Quốc xã và Adolf Hitler khi nhìn vào bức ảnh. Họ nói, ngay bây giờ ở Nuskini là mô tả đơn giản của bức tranh này. Ô nhục thay vì chiến thắng, chiếc áo khoác trị giá 1,4 triệu rúp không cứu được Putin khỏi thất bại. Kính mời các bạn xem bản tin những ngôi sao sẵn sàng bán mình cho các nhà tài phiệt của Nga. Hàng triệu đô la đã được chi cho các buổi tiệc tùng sang trọng của các triệu phú Nga. Trong khi các nhà tài phiệt Nga sống trong cuộc sống xa hoa vô tư trong nhiều thập kỷ và phung phí hàng tỷ đô la của họ mà không cần kiềm chế, thì cuộc sống vô tư của họ giờ đây đã kết thúc. Các lệnh trừng phạt của châu Âu đang đánh mạnh vào các nhà tài phiệt với du thuyền và biệt thự đang bị tịch thu, tài khoản bị đóng băng và các tỷ phú thậm chí còn không có tiền để trả tiền, lò sưởi, tiền điện cho các biệt thự của mình. Đây là hình ảnh du thuyền trị giá gần 600 triệu đô la của nhà tài phiệt Nga bị Đức tịch thu. Trước cuộc chiến khốc liệt của Vladimir Putin, 69 tuổi ở Ukraine, những người bạn đầu sỏ của ông ta sống trong cảnh xa hoa và vênh váo, và nhiều ngôi sao lớn được hưởng lợi từ điều đó. Những người Nga giàu có đã chi hàng triệu đô la để đón các siêu sao bay tới biểu diễn cho đám cưới, sinh nhật, tiệc đêm giao thừa và các lễ kỷ niệm khác. Dưới đây là một số siêu sao đã được các nhà tài phiệt đưa đón và họ được hưởng một cách hậu hĩnh như thế nào. Janet Lawrence, đây là hình ảnh của Lawrence, là người đã được các nhà tài phiệt đưa đón nhiều lần cho các bữa tiệc riêng tư của mình. Bữa tiệc này rất sang trọng, được tổ chức trong những khách sạn hoặc các du thuyền lộng lẫy. Jennifer Lopez, 52 tuổi, đặc biệt đắt giá nhưng cũng được giới tài phiệt đặc biệt ưa chuộng. Mikhail, 64 tuổi, đã chi tới 900 triệu euro vào năm 2016 cho đám cưới của con trai mình, một trong những đám cưới tốn kém nhất hành tinh. Đây là hình ảnh nhà tài phiệt người Nga Mikhail rất thích tiệc tùng xa hoa. Theo Gala, Kosev cũng đã mời Jennifer Lopez trong dịp này với số tiền 1 triệu euro. Và đây không phải là lần đầu năm. Năm 2006, nữ ca sĩ này đã được nhà tài phiệt người Nga Theman đặt trước cho bữa tiệc sinh nhật của mình với số tiền khổng lồ là 1,5 triệu euro. Một năm sau, chủ ngân hàng Nga Andrei đã chi tới 1,7 triệu euro cho bữa tiệc biểu diễn riêng của diva nhạc pop Sting. Đây là hình ảnh nhạc sĩ người Anh Sting cũng không ác cảm với các thu nhập của mình. Nhưng ông ta có cần nói không là câu hỏi được đặt ra. Theo tạp chí Gala, siêu sao Sting, 70 tuổi, cũng chấp nhận lời đề nghị của Mikhail và biểu diễn trong đám cưới lớn của con trai, Jai, 33 tuổi của mình
đã kết hôn với một sinh viên nha khoa bằng một trong những bữa tiệc tốn kém nhất thế giới. Theo tạp chí Forbes, Mikhail đã kiếm tiền từ các thương vụ dầu mỏ và dường như thích chi tiêu vào những bữa tiệc xa hoa với những nhân vật nổi tiếng Eric Green. Đây là hình ảnh Eric Green, con trai của Julio, đặc biệt nổi tiếng với những bài hát tình tứ. Nhạc sĩ nổi tiếng tiếp theo được các nhà tài phiệt Nga như Mikhail mời tới là ca sĩ Eric Green, 46 tuổi, với những bài hát tình tứ. Hiện chưa rõ nhà tài phiệt đã trả bao nhiêu tiền cho con trai của Julio. Với khối tài sản riêng ước tính tới hơn 5 tỷ euro, Mikhail có ngân sách rất lớn và hay chi cho những buổi tiệc tùng sang trọng như vậy. Lady Gaga. Đây là hình ảnh Lady Gaga, giờ đây không chỉ là một thần tượng nhạc pop mà còn là một ngôi sao Hollywood thực sự. Roman, 55 tuổi, muốn bắt đầu năm 2014 bằng một khách mời là siêu sao rất đặc biệt, đó là Lady Gaga, 35 tuổi, để phục vụ cho bữa tiệc đêm giao thừa trên du thuyền sang trọng của mình. Ông ta đã đặt ngôi sao với giá tới 1,8 triệu euro. Đối với tỷ phú Abramovich, một trong những người giàu nhất thế giới, thì đây chỉ là chuyện vặt. Bạn tình chàng trai khi đó là Dara, 40 tuổi, đặc biệt là hài lòng với màn trình diễn ca hát của Lady Gaga. Nghe nói đây là một món quà dành cho bạn gái của ông. Mariah Carey. Đây là hình ảnh Mariah Carey được trả tiền hậu hĩnh cho những màn trình diễn riêng của mình. Thậm chí cô ta còn đòi nhiều tiền hơn cả Jennifer Lopez. Theo tạp chí Daily Mail, nhà tài phiệt người Nga Valery Kogan đã trả tới 2,5 triệu USD để Mariah Carey, 52 tuổi, biểu diễn bài hát nổi tiếng tại đám cưới của cháu gái mình. Ngôi sao Hollywood Antonio cũng được mời tới dự đám cưới và đã có bài phát biểu chúc mừng cặp đôi mới cưới. Chắc chắn đây cũng không phải là một dịch vụ thân thiện và miễn phí. Anderson. Đây là hình ảnh tài sản của ông Anderson ước tính tới gần nửa tỷ đô la, nhưng Anderson vẫn có thể được đặt cho các buổi biểu diễn riêng của mình. Siêu sao nhạc Anderson, 74 tuổi, cũng được chào đón tới dự đám cưới cháu gái của nhà tài phiệt người Nga Kogan. Nghe nói Anderson không bao giờ đòi dưới 1 triệu đô la cho các buổi biểu diễn của ông. Emmy. Đây là hình ảnh ca sĩ nhạc jazz người Anh chết vì ngộ độc rượu vào năm 2011. Theo tờ báo Daily Mail, một doanh nhân bí ẩn đã trả 1 triệu bảng Anh, tức là tương đương khoảng 1,2 triệu euro, cho buổi biểu diễn riêng kéo dài 2 giờ của Emmy, qua đời khi mới 28 tuổi ở Moscow vào năm 2010. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết doanh nhân đó là ai, nhưng trong số những vị khách có nhà tài phiệt người Nga Mikhail. Chuyến bay trên phi cơ riêng và chỗ ở trong một khách sạn sang trọng ở thủ đô nước Nga cũng được dành riêng cho nữ ca sĩ này.